Xin chào tất cả anh em, ngày hôm nay đã đến với video DPI 100 và 1000. Trước khi vào clip thì DPI là cái đồ nhảy mà anh em thường hay gọi là biết. Nó là cái độ pixel khung hình thôi chứ thật ra không phải là đồ nhảy đâu. Thì theo kiểu là màn hình của chúng ta có một cái khoảng từ A đến B, C, D gì đó, là một khoảng nhỏ như này. Sau đó về ai lớn hơn thì chúng ta sẽ có một khoảng to hơn, kiểu giống như vậy. Và cái phạm vi chuột của mình sẽ di chuyển ở trong đó nó to hơn. Ngày hôm nay thì mình sẽ chơi thử DPI 100 và 1000 nó khác nhau như thế nào nha mọi người. Hiện tại mình đã chỉnh DPI 1000, cái này là Blue Status 5 nha. Blue Status 4 thì có thể chỉnh ở trên phần mềm RedX gì đó. Thì đồ nhạy thì nó sẽ là một cái đồ nhạy duy nhất nhưng mà test ở trên hai cái DPI nha. Vậy nên tốc độ chuột cũng là một cái tốc độ chuột duy nhất nhưng mà test trên hai cái DPI luôn. Hôm nay sẽ là một clip test DPI 100 và 1000. Let's go. Ok, độ nhảy khá là nhảy. Cái độ nhảy setting này là cái độ nhảy mà mình bắn bình thường ấy. Nó khá là bình thường thôi, độ nhảy cũng gọi là đủ để one shot rồi, đủ để kéo tâm thôi. Ok, đây. Đầu tiên là one shot. Wow. Độ nhảy khá là mượt nhưng mà vẫn one shot được. Chắc là do cái cảm giác kéo tâm one shot của mình nó cũng khá tốt. Độ nhảy này nhảy khá là nhanh nha. Rất là nhanh luôn. Chuột mình di chuyển gọi là có tí xíu thôi. DPI chứ DPI 100 độ nhảy khá là có tí xíu thôi. Còn về cái one shot này thì do là mình kéo tâm quen rồi, còn về vẫn kéo tâm này. Ui, đồ nhảy nó nhảy quá. DPI này ơi, cái này đồ nhảy nó cao quá nên nó hay bị phun đỏ qua qua đầu. Đồ nhảy này cao lắm. Tâm tôi khá là rung lắc. Đồ nhảy khá là nhanh nha. Quay một vòng là rất là đơn giản luôn. Đồ nhảy khá cao vậy, nếu mà ai tập được cái đồ nhảy cao cao này thì bắn khá là ok, dễ one shot. Kiểu lâu lâu cứ kéo đại cái cũng one shot lên, kéo đại là kéo đại cũng lên dính đỏ. Quan trọng là thực chiến, vậy nên mình sẽ đi bắn thực chiến. Ok, cùng nhau vào thực chiến. DPI 1000 chuột nhanh quá, lắc nhẹ cái là nó rung màn hình luôn, gọi là chuột nhích ở trên cái màn phím rồi là có tí xíu nữa. Để mình lấy cái điện thoại mình quay lại tí đăng lên, mình sẽ ghép vào tượng đợt này nha. Này, nhích nhẹ hèo luôn nè. Đó 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 đó, nhích khá là nhẹ hều nhưng mà nó quay khá là nhiều. Còn lúc trước là mình phải nhích cỡ tầm này mới được một vòng, bây giờ cỡ này là ba vòng luôn rồi. Ok, trời, tim đẹp sao gà vậy. Tim tôi bánh ghê quá rồi, tôi lấy cái gì tôi chơi. Tôi nhảy khá cao, dễ kéo đầu lắm. Cuốn đầu luôn nhá. Rồi nhảy nhanh như thế này khó là khá là khó kiểm soát, bánh khá khó kiểm soát, khá khó cái tầm bánh của chúng ta. Nhưng cái đồ nhảy này kéo shotgun rất là vừa vào đúng người, khi nào cũng máu đỏ quá. Phải cầm shotgun đâm đầu vào mới biết được. Ui rồi, kéo tầm kìa, chưa làm được trò chống gì. Nói chung đồ nhảy này khá là khó kiểm soát, vậy nên mình khi mà chúng ta để DPI 100 thì chúng ta cần chỉnh lại mấy cái này, giảm đồ nhảy ít đi xuống. Nhưng cái đồ nhảy này mình khá thấy là tâm nó không có được ổn định. Bây giờ mình sẽ để DPI là 1000, nhưng không có DPI 1000 nha mọi người. Nó bị giới hạn, DPI 900 phải đông lại. 999 thì nó cũng đâu khác gì 1000 đâu đúng không? Nó phóng to hết cốt mấy cái này luôn. Có khi vô giờ cái DPI càng cao cái tâm nó càng không rung, xong rồi vô cái tâm nó đứng đơ một chỗ luôn thì coi như là trở thành gọi là in the bed. Xem DPI 999 sẽ giúp chúng ta có cái gì hay không nhé. Hay nó chỉ là DPI như vậy thôi. Đó là độ nhảy rất chậm mọi người. Độ nhảy rất chậm luôn, mặc dù vẫn là cái đồ nhảy đi hồi nãy. Đồ nhảy đi, đồ nhảy chuột và đồ nhảy đi hồi nãy nó chậm lắm mọi người. Để mình quay bằng cái tay vô từ đoạn này này là đoạn chạy từ bot đó. Đồ nhảy mình lướt nè, lướt rất mạnh luôn, lướt mạnh quá trời luôn, thấy không? Mà nó ở trên màn hình nó di chuyển rất là chậm rù luôn đó. Hai đồ nhảy khác nhau, tức là khi mình chỉnh DPI thì nó sẽ ảnh hưởng đến đồ nhảy đi nha. Ok, tiếp tục quay trở lại với đồ nhảy của máy tính thì từ đây chúng ta rút ra đó chính là khi chúng ta để DPI cao thì chúng ta sẽ để đồ nhảy ít đi càng cao, khi chúng ta để DPI thấp thì để đồ nhảy ít đi càng thấp. Ok, bây giờ với cái tốc độ này mình vô mình bắn chắc là không lại thành lèo này đâu. Mình phải chỉnh lại cái DPI này cho nhanh hơn rồi nè. Ok, đồ nhảy ít là nhanh hơn, one shot khá là ok này. Tâm khá là đứng nha. Tâm giống như không giật luôn á. Tâm chỉ có tẹt ra thôi chứ tâm hình như không giật luôn á. Tâm chỉ có tẹt ra thôi chứ thật ra là
cảm giác như cái điểm ở giữa là nó nằm ở ngay cái độ chỗ đó luôn. Chỉnh thử cái này lên là một đi. Độ nhảy kìa. Được phết. Độ nhảy khá là ok luôn mọi người. Độ nhảy nó có một cái độ đầm nhất định mà mình nghĩ là phải để DPI cao, càng cao thì nó mới có được. Cái độ đầm này chắc nhiều người. À thì ra là thế. Cảm giác như cái độ đầm này khá là ok mọi người ơi. Bánh cảm giác khá là đầm. 5 đi, ok. Đồ nhảy ít của mình đã nhanh hơn xíu. Để thoát ra bánh ván là biết ngay. Let's go. Ok, với một DPI khác. Độ nhảy đầm. DPI cao, độ nhảy sẽ đầm. Và tâm sẽ ít rung hơn. Vậy nên ai để DPI khá cao thì nó ít rung hơn. Mình cảm giác dính giống như Nika nha. Ghê vậy. Mình cảm giác đồ nhảy giống như Nika vậy leo luôn. Khá là giống như Nika luôn, đồ nhảy khá là đầm luôn mọi người. Mình cảm giác mình bắn cảm giác như cái kiểu kéo tâm nó khá là giống Inuka luôn. Nhất sướng nha. Kiểu kéo tâm nó đầm á. Ủa đồ nhảy đợt này chắc lần sau mình để đồ nhảy mình bắn luôn. Mình chỉnh lại một chút xíu được cho nó quen tay là ok. Bắn đầm như vậy dễ one shot. Úi rồi. Hay quá ta. Bắn nó dùng tao. Bắn nó dùng tao. Bắn nó dùng tao coi. Cơ nào, chúng ta nên chơi gì này. Mày. Khá là đồ nhảy khá đậm. Cảm giác rất đậm luôn chứ đừng nói khá đậm. Nhưng mà bắn chưa quen. Được đầm dữ ta. Sao quả cuối không đẹp mắt gì hết vậy. Nói chung clip test của mình đã đến đây là kết thúc. Nhớ bấm like và subscribe nha. Một clip tuyệt vời. Bye bye.